Sư Đinh Xuân Anh Tuấn, giáo sư Lê Thị Tuyết Lan, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Từ sáng tới giờ thì chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều vấn đề liên quan đến hen. Có thể nói là vấn đề kiểu hình hen hiện nay vẫn là một cái vấn đề mà chưa được thực sự là thống nhất. Thế thì trong cái phần trình bày của hôm nay của tôi cũng muốn là tóm lược lại một số các cái kiểu hình. Và qua đó thì chúng ta cũng có thể hiểu được những cái thách thức hiện nay trong vấn đề điều trị hen. Thế thì những cái thách thức nào trong điều trị hen hiện nay? Thách thức thứ nhất đó là cơ chế bệnh sinh của hen rất là phức tạp. Trước thì chúng ta vẫn cứ liên quan đến hen, có nghĩa là dị ứng và tức là đáp ứng của đường thở với lại các cái dị nguyên rồi gây ra cái tình trạng viêm mạn tính ở đường thở cùng với lại các cái cytokine, các cái mediator để mà dẫn đến là tình trạng co thắt phế quản, tăng tiết nhầy rồi phù nề niêm mạc vân vân. Ngày nay thì chúng ta biết rằng là trong cái cơ chế hen nó còn có những cái con đường đáp ứng viêm khác nhau mà sáng nay chúng ta đã được nghe thầy Tuấn trình bày. Một trong số đó là cái con đường đáp ứng viêm theo TH2, trung gian TH2 hoặc là tăng eosinophil hoặc là con đường đáp ứng viêm mà không qua TH2 tức là tăng neutrophil. Với những cái con đường như vậy thì cái hen nó sẽ phức tạp hơn. Cái thách thức thứ hai hiện nay đó là hen vẫn chưa được kiểm soát tốt ngay cả ở những cái nước phát triển. Ví dụ như trên đây, slide đây thì các anh chị có thể thấy là ngay cả những nước như là Mỹ, Pháp hay là Úc thì tỷ lệ hen vẫn chưa được kiểm soát tốt tới đến gần 40%. Như vậy có thể thấy rằng là hen vẫn thực sự là chưa được kiểm soát. Vậy cái thách thức thứ ba đấy là gì ạ? Corticoid toàn thân vẫn được bệnh nhân hen sử dụng rất là nhiều. Trong cái hội nghị ERS vừa rồi, cách đây một tuần trước, thì có một báo cáo của Thụy Điển, một cái nghiên cứu trong 10 năm từ 2006 cho đến 2016 trên một cái quần thể bệnh nhân hen đánh giá cái việc sử dụng corticoid đường toàn thân của họ. Thì thấy rằng là gần một nửa số bệnh nhân hen mà được quản lý, được chẩn đoán bởi cái chăm sóc cấp 2 thì sử dụng ít nhất là một lần corticoid đường toàn thân. Và cứ 20 bệnh nhân hen thì lại có một bệnh nhân sử dụng corticoid đường toàn thân ít nhất là trong vòng một năm. Như vậy là ngay cả một cái nước tiên tiến như vậy cũng thấy rằng là cái việc sử dụng corticoid đường toàn thân rất là nhiều. Tại sao họ lại phải sử dụng như vậy? Bởi vì trong quá trình điều trị hen, rất có thể là cái sự kiểm soát kém ở những cái bậc 5, bậc 4, bậc 5 buộc phải sử dụng corticoid đường toàn thân. Tại sao kiểm soát hen vẫn còn nhiều thách thức hiện tại như vậy? Đấy là chỉ là một số thách thức tôi nổi cộ mà tôi muốn đưa ra, còn rất nhiều thách thức nữa. Có rất nhiều những cái yếu tố dẫn đến cái kiểm soát hen kém. Thứ nhất là việc tuân thủ điều trị kém. Thứ hai là kỹ thuật sử dụng thuốc chưa đúng. Thứ ba là các cái bệnh đồng mắc chưa được phát hiện và chưa được điều trị đúng cách. Thứ tư là chưa kiểm soát được các yếu tố nguy cơ. Và điểm thứ năm là liên quan đến các cái kiểu hình khác nhau của hen. Bởi vậy hiện tại thì chưa có một cái định nghĩa thống nhất mang tính phổ biến về kiểu hình hen. Và chúng ta biết là trước đây thì hen được coi là một bệnh lý đồng nhất. Và từ những năm 90 trở về sau này thì người ta thấy rằng là hen không phải là một bệnh lý đồng nhất mà nó là một bệnh lý hoàn toàn với rất nhiều kiểu hình lâm sàng khác nhau. Kiểu hình hen không phải là cái gì mới lạ. Kiểu hình hen thì đã được đề cập từ những năm 1917. Lúc đó người ta biết đến với hai cái thể hen, đó là hen nội sinh và hen ngoại sinh. Thế thì kiểu hình là gì? Kiểu hình nó là những cái thuộc tính đơn lẻ hoặc là kết hợp của các cái thuộc tính để mà mô tả bệnh, sự khác biệt giữa các cái cá nhân hen liên quan đến những cái kết quả có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Thí dụ như là sự khác biệt về mặt triệu chứng, tần suất đợt cấp, mức độ đợt cấp, việc đáp ứng với điều trị, tiến triển của bệnh hay là nguy cơ tử vong. Bởi thế cho nên là trong một cái Asthma Phenotype Task Force mà được sự phối hợp đồng thuận của rất là nhiều hội, trong đó có hội tim mạch huyết học phổi Hoa Kỳ, hội lồng ngực Hoa Kỳ, hội ốc châu Âu, thì người ta đã nói đến là hen thì có 9 kiểu
kiểu hình và được chia ra làm 3 nhóm chính họ đề nghị như vậy. Nhóm 1 là dựa vào yếu tố khởi phát, tức là các cái trigger. Thì trong cái nhóm này thì sẽ có các cái hen là hen dị ứng, rồi hen không do dị ứng, tức là hen ngoại sinh và hen nội sinh, hen do nhiễm khuẩn, hen do ở hen ở những người mà có nhạy cảm với aspirin hay là NSAID, hen do gắng sức, thì đấy là thuộc nhóm 1. Đối với nhóm 2 thì người ta lại dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng. Trong cái nhóm này thì nổi trội là những cái triệu chứng khò khè giống như là tiền hen ở trẻ em, khò khè từng đợt do virus hay là khò khè do nhiều yếu tố khởi phát khác nhau. Ngoài ra thì còn có thể hen với nhiều đợt cấp và nhiều đợt cấp nặng, hoặc là hen với cái tình trạng tắc nghẽn đường thở không hồi phục, mà rất có thể là cái kiểu hình ECHO mà chúng ta đã được nghe đến rất nhiều. Cái nhóm 3 đấy là nhóm hen liên quan đến các cái marker, các cái biomarker viêm hay là chính là cái endothelium. Thì trong này chính là hen mà đáp ứng miễn dịch theo con đường TH2 và tăng eosinophil. Cái thứ hai là hen đáp ứng miễn dịch không qua con đường TH2 và tăng neutrophil. Có một cái nhóm nữa mà người ta cũng không có đề cập đến thành một cái nhóm riêng, nhưng mà ngày nay cũng được nhắc đến rất nhiều, đó là hen ở người béo phì. Ngoài ra thì còn có thể có nhiều những cái phân nhóm khác nhau mà sáng nay chúng ta cũng đã được nghe giáo sư Minagaga, chủ tịch của IRS, trình bày về những cái phân loại kiểu hình hen tương đối là ngắn gọn và dễ hiểu. Thế thì chúng ta đi vào chi tiết. Thứ nhất là hen liên quan đến yếu tố khởi phát, tức là hen ngoại sinh. Đây là một cái kiểu hình phổ biến, thường gặp ở những người trẻ tuổi. Nam giới gặp nhiều hơn nữ giới và có yếu tố gia đình về vấn đề dị ứng, về vấn đề hen. Thể loại hen này thì chiếm đại đa số cái quần thể bệnh nhân hen từ 45 đến 88% theo một số nghiên cứu gần đây. Tần suất thì thường gặp nhiều ở trẻ em và người trẻ. Tuy nhiên là người cao tuổi cũng có thể gặp với một cái tần suất cũng tương đối 70 đến 80% trong hai cái nghiên cứu gần đây. Và để chẩn đoán thì người ta sẽ dựa vào vấn đề sự mẫn cảm và mối liên quan với các cái triệu chứng lâm sàng. Về vấn đề mẫn cảm thì có thể nói là có ít nhất là một cái test lể da dương tính với các cái dị nguyên như là bụi nhà, lông chó, mèo, kháng nguyên Aspergillus, v.v. Hoặc là lâm sàng thì có ít nhất một trong số các cái dấu hiệu là có triệu chứng hen theo mùa, hen xuất hiện khi tiếp xúc với chó, mèo, hoặc là có cái tình trạng là mẫn cảm phơi nhiễm kéo dài với các cái dị nguyên như lông chó, mèo, bụi, phấn hoa, vân vân. Cái nhóm hen không do hen nội sinh, hen nội sinh thì thực ra cũng đã được biết đến từ lâu, thường gặp ở những người tuổi cao hơn và gặp ở nữ giới nhiều hơn. Và đồng thời thì đối với cái thể loại hen này thì thường là có tạng atopy, IgE thì có thể là cũng không tăng. Và cái việc câu hỏi đặt ra là mình sẽ xác định cái kiểu hình này như thế nào, và việc xác định kiểu hình đó thì có ích lợi gì cho thực hành lâm sàng hay không. Thế thì hen, cái thể loại hen này thì không chứng minh được cái vấn đề mẫn cảm dị ứng, đó là test lể da hoặc là test ORAS âm tính đối với các dị nguyên theo mùa hoặc là lâu dài. IgE thì thường thấp hoặc là bình thường, thường là khởi phát muộn ở người lớn và có tạng atopy, nhưng mà ngược lại cũng ít khi là có yếu tố về gia đình. Thế thì hen này về tần suất thì chiếm khoảng 10 đến 33%. Nó thiếu các cái yếu tố kích ứng theo mùa hoặc là tiếp xúc. Triệu chứng thì lâu năm, đôi khi có thể là một cái tình trạng nhiễm trùng hốp nặng rồi khởi phát cái hen. Thường thế hệ loại hen này thì nặng hơn so với cái hen dị ứng và hay gặp ở cái thể hen mà nhạy cảm với aspirin. Cái kiểu hình tiếp theo là hen do nhiễm trùng. Những cái nhiễm trùng đường hốp trên có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân hen theo nhiều kiểu khác nhau. Đối với những bệnh nhân chưa từng được phát hiện hen thì nó có thể khởi phát hen. Đối với những bệnh nhân đã có hen thì khởi phát đợt cấp
theo cơ chế, theo số lượng đợt cấp hay là mức độ nặng của đợt cấp. Và các cái bệnh lý kèm theo ví dụ như là viêm mũi xoang có thể làm cho hen nặng lên. Mặt khác là nó có liên quan đến các cái mức độ nặng và cái sự dai dẳng của hen. Các cái loại nhiễm trùng mà có thể gây nên cái hen do nhiễm trùng thường là các loại virus đường hô hấp. Và đối với cái thể mà hen dai dẳng mãn tính thì có thể có thêm chlamydia và mycoplasma. Cái loại hình tiếp theo đó là hen liên quan đến biomarker. Thì sáng nay các anh chị cũng được nghe giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn trình bày về cái cơ chế của cái type 2, viêm theo type, đáp ứng viêm theo type 2 và đáp ứng viêm không theo type 2. Thì có thể thấy là đối với type 2 thì các cái mediator, các cái cytokine mà chúng ta gặp nhiều đó là các cái interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13 và các cái interleukin 4 receptor. Rồi đối với những cái đáp ứng viêm mà không theo cái TH2 thì trong này vai trò neutrophil là chủ yếu, và trong đối với những cái bệnh nhân này thì thường là cái đáp ứng đối với corticoid sẽ kém hơn. Cái hen mà đáp ứng viêm type 2 thì cái triệu chứng dị ứng khởi phát bởi các cái marker viêm. Và type 2 thì thường rất là khó kiểm soát. Các cái interleukin đó ở trong quá trình viêm đó sẽ giúp cho eosinophil sống còn và hóa ứng động đến ổ viêm. Như vậy là nó sẽ thành một cái vòng luẩn quẩn và làm cho cái tình trạng hen khó kiểm soát. Và đối với cái thể này thì người ta có liên quan đến việc là đếm cái eosinophil ở trong đờm. Thì như cô Lan nói ban nãy là ở Việt Nam mình thì cũng rất là khó khăn. Đối với những bệnh nhân này thường eosinophil trong đờm là trên 2%, hoặc là eosinophil trong máu có thể là trên 300 trên 1 mm khối. Và hen type 2 thì thường hay gặp ở những cái bệnh nhân có BMI thấp, mà hen nhạy cảm với aspirin, hen có kèm theo polyp mũi hoặc là hen khởi phát muộn. Dẫu rằng FNO có cái vai trò tương đối lớn, mặc dù là nó cũng trong cái đáp ứng viêm type 2 này, tuy nhiên là cái mối quan hệ của nó vẫn còn rất là lỏng lẻo. Và cho đến nay thì Gina vẫn chưa có cái khuyến cáo rõ ràng về việc sử dụng FNO trong cái chẩn đoán hoặc là theo dõi, theo dõi hen. Một số các cái interleukin như interleukin 4 receptor là những cái receptor chủ yếu của interleukin 4 và interleukin 13 thì nó đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tiết nhầy, co thắt cơ trơn, gây sơ hóa đường thở và điều hòa sự tăng sản cũng như là biệt hóa của tế bào B, tế bào T. Do đó làm cho cái quá trình viêm nó sẽ tiếp tục tiến triển, làm cho hen sẽ kiểm soát ít hơn, khó hơn. Hen, thể hen tăng neutrophil, tức là đáp ứng viêm không theo TH2 thì ít được mô tả hơn và thường gặp những cái thể hen nặng, hen ở những người cao tuổi. Có chức năng phổi thường thấp và cái phần trăm cắt off của neutrophil thì thực tế cũng không rõ ràng. Và đôi khi lại thấy là nó có thể phối hợp với cái thể hen đáp ứng viêm type 2. Cái một kiểu hình tiếp theo đó là hen phế quản và béo phì. Hen phế quản và béo phì có thể nói hiện nay là một cái bệnh của xã hội hiện đại. Nó có rất là nhiều nguy cơ cao bệnh tim mạch, nguy cơ cao rối loạn chuyển hóa và làm cho hen ngày càng nặng lên. Các quý vị có thể thấy ở trên cái slide này thì cái sự tập trung của mỡ nó sẽ làm cho cái thể tích của lồng ngực, nó cái thể tích mà thở dự trữ của phổi nó sẽ giảm đi, làm cho đường kính của phế quản cũng nhỏ và ngược lại thì các cái cơ trơn lại dày lên, và vì thế mà nó sẽ làm cho khó khăn trong cái việc bệnh nhân hô hấp, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân hen. Mặt khác là mô mỡ ở những cái người béo phì thì nó sản xuất ra các cái cytokine gây viêm, dẫn đến viêm toàn thân, làm gia tăng nồng độ của interleukin 6, TNF alpha và leptin.
Trong khi đó thì các cái bạch cầu đơn nhân, các cái monocyte sẽ được tuyển vào phổi và biệt lập, biệt hóa thành đại thực bào, làm cho cái quá trình viêm cũng nặng hơn. Và leptin thì cũng lại đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và biệt hóa của đại thực bào trong phổi, với sự tiết ra các cái cytokine gây viêm tiếp theo. Những cái thay đổi đó làm cho hen càng khó kiểm soát hơn ở những cái bệnh nhân béo phì. Các quý vị cũng biết là với cái khuyến cáo hiện tại của RINA 2018 thì cái điều trị của hen vẫn là điều trị dựa vào nền viêm, tức là ICS LABA vẫn là chủ yếu. Tuy nhiên, có lẽ là RINA cũng đã bắt đầu hướng tới cái việc mà cá thể hóa trong điều trị, ví dụ như là ở bậc 4, bậc 5. Bậc 4 thì bắt đầu cho phép dùng bậc 5 thì cho phép dùng tiotropium. Tiotropium thì có phải là chăng là đối với những cái bệnh nhân mà có cái tắc nghẽn đường thở cố định, hay là dùng omalizumab cho kháng IgE. Có thể như vậy thì dần dần tôi nghĩ rằng là trong tương lai cũng sẽ có những cái khuyến cáo của RINA liên quan đến kiểu hình của hen. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái quần thể hen thì nó sẽ rất là nhiều. Tôi mượn một cái hình ảnh của Michael Peter trình bày trong ERS Congress 2018. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là những người được biểu hiện xanh đỏ khác nhau. Thì rõ ràng là trong mấy quần thể hen này có rất nhiều những cái cá thể với những cái kiểu hình khác nhau. Ví dụ bệnh nhân là hen là màu đỏ thì đòi hỏi là có cái điều trị A, hay là màu vàng điều trị B, màu xanh điều trị C, vân vân. Thì làm nào mà chúng ta có thể định được cái chuyện điều trị đó? Thì đó là cái mà chúng ta cần đến trong tương lai. Đó là cái việc lựa chọn điều trị đích. Chẳng hạn đối với những cái kiểu hình lâm sàng thì có khi là không cần phải điều trị đích, chỉ cần điều trị nền viêm bằng ICS-LABA. Tuy nhiên là đối với những cái kiểu hình là endothelial, tức là những kiểu hình mà phụ thuộc vào các cái biomarker, thì chắc chắn là cái việc điều trị đích là cần thiết. Đó là những cái bệnh nhân hen khó. Và như vậy thì vừa rồi thì như cô Lan trình bày là đã có beralizumab là đã được RINA khuyến cáo để mà dùng cho những cái bệnh nhân hen nặng, hay là trong tương lai những cái kháng cytokine, điều trị kháng cytokine sẽ được đề cập đến để mà có thể cải thiện được cái tình trạng gọi là cái kiểm soát chưa được tốt như hiện tại của chúng ta. Chúng ta thì cũng biết rằng là với những cái phân chia hiện tại, thực tế là nó cũng chưa rõ ràng. Chúng ta cần nhiều hơn thế nữa để có thể định nghĩa một cách rõ ràng hơn những cái kiểu hình hen như thế nào và chẩn đoán ra làm sao với cái điều trị tiếp theo cho từng cá thể là như thế nào. Thì điều này có lẽ là trong tương lai sẽ là một cái điều trị theo hướng cá thể hóa để cải thiện được cái tình trạng kiểm soát hen hiện nay. Xin cảm ơn các quý vị đã theo dõi. Rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Chu Thị Hạnh đã trình bày một cái bài rất là hay về cái kiểu hình. Chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi đặt cho giáo sư Hạnh.